Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Tháng 12 năm 2018, thông qua công tác nắm tình hình, trao đổi với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Bô Ly Khăm Say của nước bạn Lào, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nắm được tin báo về một đường dây buôn bán ma túy tổng hợp khủng bố. Nguồn ma túy chủ yếu lấy từ khu vực Tam Giác Vàng qua Lào vào Việt Nam. Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã thành lập chuyên án 218LP để triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này. Bước đầu xác định đường dây này có khả năng tập kết hàng ở khu vực biên giới thuộc huyện Kham Cợt, nước Lào và móc nối vận chuyển vào Việt Nam. Các đối tượng người Lào tăng cường móc nối với các đối tượng ở địa bàn nội địa của Việt Nam. Phương thức thủ đoạn chủ yếu là thuê người vận chuyển, cắt rừng hoặc cất giấu ma túy trong hành lý, hàng hóa, nông lâm sản qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Đặc biệt trong quá trình mua bán vận chuyển ma túy, chúng đều sử dụng vũ khí nóng bảo vệ và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Sau một thời gian phối hợp điều tra xác minh, các trinh sát đã dần làm rõ được đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ Kham Cợt về Hà Tĩnh tiêu thụ được điều hành bởi Vang Chua Giang, sinh năm 1994 ở bản Vang Ban, huyện Say Cham Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Say và một đối tượng khác chưa rõ danh tính. Cả hai đều là người Lào gốc Việt, gốc ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Dưới trướng còn có hàng chục đối tượng khác là người thân họ hàng thân thuộc của các ông trùm làm nhiệm vụ vận chuyển áp tải cảnh giới. Đây là tổ chức tội phạm hoạt động tinh vi, manh động, có tổ chức chặt chẽ, luôn vận chuyển ma túy khối lượng rất lớn. Theo điều tra của các trinh sát, số lượng vận chuyển mỗi chuyến của bọn chúng thường trên dưới 300kg. Không như các đường dây khác, số ma túy này khi về Việt Nam không phải để tiêu thụ mà được vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để đưa sang một nước tiếp theo. Đường dây buôn bán ma túy do Vang Chua Giang cầm đầu không chỉ lọt vào tầm ngắm của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh mà cũng nằm trong kế hoạch đấu tranh của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an. Hai đơn vị đã thống nhất phối hợp lập chuyên án chung để đấu tranh triệt phá đường dây buôn bán ma túy khủng này. Đại tá Võ Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, người trực tiếp chỉ huy đấu tranh chuyên án 218LP cho biết, ban chuyên án xác định việc tổ chức đón lõng các đối tượng vận chuyển ma túy trong đường dây của Vang Chua Giang tại khu vực nội địa gặp nhiều khó khăn hơn so với các chuyên án triệt phá đường dây ma túy thực hiện trước đây ở vùng ngoại biên. Khi bức màn về tổ chức tội phạm nguy hiểm này được vén lên ngày một rõ, thì ngày 13 tháng 2 năm 2019, trinh sát nhận được thông tin hàng đã được tập kết tại thị trấn Lạc Sao, huyện Kham Cợt và sẽ vận chuyển bằng đường sừng đưa sang Việt Nam. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh lập tức triệu tập lực lượng phòng chống ma túy để lên phương án, kế hoạch đánh bắt. Những trinh sát tinh nhuệ nhất đã được tung ra và chia ra thành các tổ để theo dõi tình hình ở Lào, ở các khu vực cửa khẩu Cầu Treo. Đồng thời, ban chuyên án cũng có kế hoạch chuẩn bị kỹ càng về phương tiện, đảm bảo vũ khí, bố trí chó nghiệp vụ, phục vụ truy bắt các đối tượng khi xâm nhập vào nước ta. Thời gian qua, địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được các đối tượng sử dụng làm nơi trung chuyển ma túy. Các đối tượng thường tập kết ma túy ở khu vực biên giới và sử dụng người Mông vận chuyển theo đường mòn qua rừng. Quá trình phối hợp triệt phá đường dây buôn bán ma túy đá do Vang Chua Giang cầm đầu gặp nhiều khó khăn bởi các đối tượng không thuộc đường rừng núi, có thể thuê người dân vùng biên vác hàng theo đường mòn. Khu vực rừng núi biên giới huyện Hương Sơn rất rộng, địa bàn hiểm trở và có nhiều đường mòn thuận lợi cho đối tượng thuê người vận chuyển mang ma túy. Các đối tượng chủ yếu là người Mông ở Bô Ly Khăm Say. Những người Mông ở đây được thuê vận chuyển ma túy bằng đường rừng, có thể chở bằng xe máy, có thể vác đi bộ. Việc nắm tình hình, theo dõi di biến động của các đối tượng vô cùng khó khăn. Khi xác định được khoảng thời gian đối tượng thuê người cắt rừng mang ma túy vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quyết định địa điểm cất vó, lên phương án chi tiết để đón lõng khi chúng mang ma túy vào địa phận huyện Hương Sơn. Các lực lượng chức năng của Hà Tĩnh như Bộ đội Biên phòng, Công an huyện Hương Sơn, Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tập trung tổ chức đón lõng nhóm đối tượng vận chuyển ma túy. Đây là đường dây vận chuyển ma túy đá có số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Trước đây, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ yếu phối hợp với lực lượng chức năng của Lào tổ chức bắt giữ các đối tượng cầm đầu trên đất Lào, địa điểm đánh án thường ở vùng ngoại biên. Còn trong chuyên án này,
khi việc đánh án được quyết định tại khu vực nội địa của ta, đòi hỏi sự tập trung cao độ của lực lượng bộ đội biên phòng và cảnh sát chống ma túy. Quá trình theo dõi, đấu tranh, triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn từ khu vực Tam Giác Vàng qua Lào vào Việt Nam, ngoài những trở ngại về địa hình, lực lượng phòng chống ma túy địa phương còn phải khắc phục trở ngại về ngôn ngữ. Việc quyết định đánh án, bắt đối tượng buôn bán ma túy tại khu vực nội địa của ta đặt ra cho ban chuyên án nhiều thách thức. Quá trình theo dõi cũng như truy bắt đường dây này từ ngoại biên vào khu vực biên giới của ta gặp nhiều khó khăn. Từ thông tin trinh sát ngoại biên báo về, ban chuyên án nhận định có khả năng các đối tượng sẽ vận chuyển ma túy qua khu vực cửa khẩu Cầu Treo. Trên tuyến từ Khăm Cợt đến Sơn Kim 1 hoặc Sơn Kim 2, trong đó có thể thuê người vận chuyển lẻ ma túy qua biên giới rồi tập kết giao hàng tại một địa điểm. Dù theo hướng nào đều không tránh khỏi sẽ có đối tượng mang vũ khí nóng theo để bảo vệ hàng. Khi công tác chuẩn bị vừa hoàn tất thì chiều tối 16 tháng 2 năm 2019, các trinh sát nhận tin báo ma túy đã bắt đầu xuất phát. Ma túy được chia nhỏ thành từng gùi để hàng chục đối tượng vận chuyển xuyên đêm tối cắt rừng đến địa điểm tập kết đã định sẵn là một hốc gần cầu tàu 2, km 79 của quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 2 km. Đến đây, bọn chúng sẽ giấu hàng rồi quay trở về. Sau đó các ông trùm sẽ tự đến lấy và tìm cách vận chuyển vào các tỉnh phía Nam. Như dự kiến, đến khoảng 1 giờ 15 ngày 17 tháng 2, Vàng Châu Giang và một tên đồng bọn nữa đã xuất hiện từ hướng thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn lên. Trước đó 2 ngày, bọn chúng đã sang trước, thuê phòng khách sạn để ở và chờ nhận hàng. Đối tượng đi trên xe biển số kiểm soát Lào UN2645. Một tên cảnh giới ở xe, còn Vàng Châu Giang trực tiếp đi đến khu vực có ma túy. Khi ông trùm kiểm tra hàng thì các lực lượng ập vào bắt quả tang. Tại thời điểm đánh án tại khu vực cầu Tàu 2, xã Sơn Kim 1, các trinh sát phát hiện nhóm 16 đối tượng, trong đó 12 người mang ma túy và 4 đối tượng mang vũ khí để bảo vệ. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm vận chuyển ma túy thuê bỏ chạy. Vàng Châu Giang bị bắt tại chỗ, còn tên đồng bọn của hắn đã lợi dụng địa hình đêm tối để tẩu thoát. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 12 bao tải màu xanh, bên trong có 278 gói ni lông, đựng 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Số ma túy đá này được đưa từ Myanmar, Thái Lan về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Sau gần 3 tháng đeo bám, nắm di biến động của các đối tượng buôn bán ma túy từ trên đất Lào đến khi đón lõng bắt thành công trên khu vực nội địa biên giới nước ta, thu giữ 294 kg ma túy đá. Đó là những tháng ngày gian khổ của những trinh sát chống ma túy của lực lượng công an và bộ đội biên phòng, không chỉ phải vượt qua gian khổ của những lúc mật núi trên rừng mà luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy khi đối tượng được trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, truy bắt. Ngay từ khi xác lập chuyên án để đấu tranh, ban chuyên án đã đặt mục tiêu bắt giữ được đối tượng cùng tang vật, đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia đánh án và bà con nhân dân, nhất là khu vực giáp biên. Mở rộng điều tra chuyên án mang bí số 218LP. Mở rộng điều tra chuyên án bí số 218LP giai đoạn tiếp theo được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy quy mô hoạt động của các đối tượng tội phạm rất chặt chẽ, tinh vi. Chiều 20 tháng 3, Cục C04 phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương đã bất ngờ ập vào một biệt thự tại khu Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ 11 đối tượng, trong đó có 8 người Trung Quốc. Đối tượng cầm đầu đường dây là Gu He San, quốc tịch Trung Quốc, 3 người Việt Nam, thu giữ hơn 300 kg ma túy đá. Kết quả điều tra cho thấy thủ đoạn của đối tượng Gu He San là dụ dỗ được một phụ nữ Việt Nam làm bồ bịch, đồng thời dựng lên một doanh nghiệp may mặc, công ty Hasan, cho người phụ nữ này làm giám đốc, cũng là bình phong để tổ chức mua bán ma túy. Từ tài liệu của Gu He San, lực lượng chức năng phát hiện một container hàng có chứa ma túy đã được xuất đi Philippines từ ngày 13 tháng 3. Ngày 19 tháng 3 vẫn còn nằm trong cảng ở Philippines. Ban chuyên án mau chóng trao đổi thông tin với Cục Phòng chống ma túy và Cơ quan Hải quan Philippines. Lực lượng chức năng nước bạn đã khám xét, thu giữ 276 kg ma túy trong chiều 22 tháng 3. Như vậy, chuyên án mang bí số 218LP đã thu giữ tổng cộng hơn 1,1 tấn ma túy đá. Đáng báo động là quá trình điều tra phá án của các cơ quan chức năng cho thấy tình hình tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, manh động, bất chấp thủ đoạn. Tại cuộc họp báo sơ kết quý 1 năm 2019, ngày 25 tháng 3 của Bộ Công an, con số mà lực lượng chuyên trách đưa ra khiến ai cũng phải giật mình. Chỉ trong quý 1,
trên toàn quốc đã phát hiện 6.562 vụ tội phạm ma túy, nhưng thu giữ khối lượng nhiều hơn của cả năm 2018. Đánh giá kết quả công tác, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh, kết quả này có được xuất phát từ chủ trương đánh mạnh vào các đường dây vận chuyển, mua bán ma túy, thể hiện sự nỗ lực cố gắng rất cao của toàn lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Việc phá chuyên án 218LP và chiến công của Công an thành phố Hồ Chí Minh khi thu giữ 895 bánh heroin có ý nghĩa rất quan trọng, có tác động ngăn ngừa răn đe. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.